Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang. Mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. Đây là ARK. Đây là Faraday 5. Tính đọc ARK mod. Em quên để mình ra mình bật một số phần mềm hỗ trợ game lên tí. Trời, anh em chờ mình tí. Tự nhiên quên. Cái dạng cho ARK riết quen cái họng nữa anh em. Tại vì nó tìm tôi, nó tìm mấy cái mod ARK riết rồi. Giờ nó điên luôn rồi. Rồi. Gì đây? Trở lại. Rồi. Lên xe. Ấy gì vậy? Nào bắn vô mắt nào tao. Đù, thằng nào mà bắn tỉa trong tầm nhắm ngon bấy. Tao bị màn hình đen rồi nè. Hết rồi. Nói thiệt, chỉ có tao với Miner không quần làm được cái chuyện mà bắn tỉa trong tầm nhắm thôi, mà thằng nào mà nó có khả năng mà trình độ nó hơn. Biết không quần mày dữ rồi. Để coi coi. Sao lên không được, lên thủng được. Rồi, đi đi. Làm vụ cái bên đây nè. Quay lại trái tim I love you. Còn có cái hình mà xạ thủ trong tầm bắn nữa, chết à. Mày lái xe đàng hoàng không mày? Hỏi là cúng cơm hai đứa à. Ừ rồi. Giờ vậy nó ngồi cũng nó đi không xe à. Cũng đi vòng quanh thế giới. Mình đứng ở ngoài giờ lên xe lẹ mày. Chạy vô đây. Không thiếu nào ấy. Nhận nhiệm vụ này luôn. Step 3, profit. Vụ gì kìa? Vụ gì trên đây, xanh xanh đây? Ở trên cái cục cờ nè mày. Vụ này hả? Lên liền. Lấy cái ấy cho nó. Cái ấy là cái gì? Bắn cái đó. Ủa? Bắn gì? Bắn cái đó hả? Lầm. Ôi, đổ máu rồi, đổ máu công chiên Tây Nguyên rồi. Đơn giản vậy à? Cái gì đâu khó đâu, còn cái nào nữa không? Đây, ăn trước nè. Bắn lượm đi, bắn lượm cái đó đi, tao còn thấy đâu thấy cái nào nữa đâu rồi. Tao thấy cái đách gì trên đây đâu, bắn lượm. Ủa sao, đấy, mày chạy lại nói không thấy mày. Rồi, còn cái nữa. Cái nữa nằm đâu? Thôi đi. Trốn đâu hay nhờ. Đây, thấy rồi, đây nữa. Đù, hay ta. Mình từ nãy mình quần vòng, mình chả biết đâu cả. Mình thấy cái chấm trắng mà mình lỡ đẳng, mình chả thấy gì cả. Cái gì chạy xe đi ba. Chơi nó ăn lấy luôn chắc. Rồi. Giờ ra ngoài gắn mấy cái van nước này vô cho ruộng. Ê, gấu chó. Trời, chơi gì. Quánh gần chết Mino thâm quần mày ôm bụng mày đây luôn. Gấu chó nè. Nào bạn có ăn chán sống rồi hả? Gấu tông bể ruộng ra ngoài đây quánh Mino thâm quần mày. Bộ nó hết thương ba má rồi à. Vậy. Đó, gắn van nước vô tưới ruộng. Đông. Vậy thôi hả? Anh đầu đất quỷ thần thánh thiên địa ơi. 700 tiền giỡn. Đùa. Đơn giản vậy cái tiền. Ủa sao mà nước ngoài kiếm tiền dễ dữ vậy anh em. Đi đâu lận. Quỷ già đó nãy để ông nước chạy đi cái giờ dài dòng về chạy đi đâu. Trời đất ơi. Thôi mình ước gì mình được sống nước ngoài mình làm cái công việc đó nha. Gắn có cái ống nước được 700 đô. Thấy không, thợ sửa ống nước. Mày thấy chưa, dạ, làm thợ sửa ống nước ngon chưa? Thợ sửa nước ngon. Có nhiều cái ngon nữa, được bờ lời luôn. Được chủ nhà ta tiếp đãi rất là nồng hậu nữa anh em. Nói chung là thợ sửa ống nước nước ngoài là sướng nha. Mỹ giật gì cũng sướng. Được cái cô chủ nhà cưng lắm, cưng như cưng trứng, hứng như hứng vàng à. Gặp mà mấy bà ở nhà mà già già đâu mà 60-70 tuổi cho mày cưng, cưng mày cho. Thôi bỏ đi ha. Cái đó là tao lại coi như là tao bỏ ví dụ liền. Mà cho thằng khác làm. Vừa lại thấy mấy bà đó, thôi dạ con giờ con ở đây cũng xem xét tình hình thôi, rồi sau đó là con kêu thợ sửa chính tông tự. Giả nay tơ liền. Here we go. Ôi đụng bò luôn bò. Tiếc buông dữ vậy. Đó mắc gì vậy? Bắn cái đậu phộng rang, mấy chiếc bắn
Ây, gặp mà gặp mấy... hay lắm, có đứa đi đai rồi, ai vậy? Ai chết đây, Mi nó không quần tao đâu. Ủa gì, Mi nó không quần, mày té xe chết hả? Gì đây? Ai chết qua đây? Mi nó không quần, mày té xe chết rồi. Tụi bay cũng biết. Rồi, chết ngắt rồi. Thằng khỉ hôi vậy, mày bắn, bắn nó. Chết Mi nó không quần. Mày... Sao vậy? Mày... Hả? Nhận nhiệm vụ luôn. Làm gì mày chửi tao? Để tao ra đây tao cứu mày, còn tí thằng đóng cố cái cây trong đầu. Trời ơi, cái thằng này mắt thâm quần mày ơi. Mắt thâm quần. Mày thấy chưa? Thằng này mắt thâm quần kiểu như là giờ dầu họ, dầu họ lại cứu nhau đó mày. Nghĩa là dầu họ tao nóng ruột, tao nói sao mày đi nơi tao chết. Không, tao ra. Tao ban ra vậy, tưởng Mino tao chết nào, ngờ thằng nào chết. Thôi dục đi. Đâu Mino mày chết rồi. Ngờ không phải thì thôi. Ủa? Còn sống kìa mày, trời ơi, đừng giỡn mày. Tao tưởng nó chết thiệt. Tao thấy tự nhiên cái có cái hình vòng tròn cứu nằm lăn lóc đó, tao chạy. Không, nãy là nó đang tụt xuống cái được cái thằng kia, thằng dòng họ nó lại cứu á. Chắc là vậy. Ừ. Tao thấy, tao tưởng đâu là nó bị cái thằng nào giết. Tao chạy ra, tao thấy mấy đó, tao bắn bỏ hết. Đường kia nó cứu rồi. Thật hên nè, chứ mấy là mấy đó mồi xanh cỏ với tao. Trả thủ trong tầm bắn của tao mà dám làm vậy hả? Bài là cái chỗ ơi. Nói chuyện với già nào, già đến đi tin Việt Nam gì đây? Yonggar nữa. À, mấy đi Việt Nam, dạng tìm hụt quẹt diêm á hả? Lệnh được mấy cái bật lửa về cho mấy ông bạn. Guns, ammo, gear. Đó, ở trong rừng đi. Đó. Thôi bỏ qua đi, nói nhiều dài quá. Thu thập tại Việt Nam nữa anh em. Bật lửa của Việt Nam, mắt in Việt Nam chúng ta có trong khoa rai năm này. Việt Nam nó lấy tờ. Việt Nam lấy tờ, thấy chưa? Ê, lóc là về là trong đây nè mày. Tìm chìa khóa trong nhà không đi. Gì, cái gì? Thôi có chìa khóa gì không? Chìa khóa hả? Ừ, có cái đó nó khóa đó. Ta bao lần cái gì vậy? Bao lần cái chịu lực lắm mà ta. Đâu, ta đập bể cái cửa bồn tắm nhà ổng rồi. Sao đâu? Kiếm đi. Chịu khóa đâu, chịu khóa đâu. Trời ơi, mày làm bể kiến ổng ngoài đây cái gì vậy? Gì đây? Gì mà nó để chúng ta cần có một cái mũi tên đi lên. Ê mày, ta đập bể kiến trước cửa nhà ổng, trước mặt ổng luôn mà nhìn không nói gì hết. Dám hối hé câu nào. Ninh hình. Đồ tụ đục bể tụ luôn nè. Lò vi sóng nè. Cửa vậy, sổ nè. Tủ lạnh. Khóa hay ớn vậy. Không có chìa khóa mày ơi. Lục lội biết bao nhiêu mà không thấy. Đây là phòng ngủ của ổng. Vô phá tan tạ. Anh luôn rồi, thấy gì đâu. Rồi bỏ tay chấm cơm nè mày ơi. Đi. Không thấy nhiều quá hả? Không có thôi chứ biết sao giờ. Không thấy tụi lục banh hết rồi. Trong đây nè, trong cái nhà nhỏ này, nhiều khi trong nhà nhỏ nè. Nhà nhỏ này lấy dụng đạn mà trời chưa chắc nó banh nữa. Nhà này có bơm phá con bể nữa. Ôi, chơi gì mày? Đây nè, cái hộp quẹt của Việt Nam nè. Để hút thuốc đây nè đây. Nhưng à, mà nó chả hết ga rồi, giờ muốn kiếm thì mấy hộp quẹt mới. Cháy rồi, cháy rừng rồi. Trời ơi, Phúc ơi, vô nhà chả phá hoại chưa. Chưa hết đâu, còn nữa. Cái chìa khóa không để đâu, chỉ cho ta. Gì phá tan nát nhà người ta rồi. Tao than bơm, tao than lũ đạn gì vô đâu. Có trên nóc nhà không? Mày, không. Mày đang lên đốt nhà mà. Nhà không có tầng 2 nè mày. Để tao đốt cái chỗ này luôn coi. Đâu lên trên tầng nữa coi. Không có đường vô, có nói gì. Ê, cháy rồi, cháy tao rồi, tao đốt đống củi rồi. Đâu lên tao đốt nhà không coi. Đốt này, đốt nhà này không cháy rồi, nhà này ghê thiệt. Không có gì xung quanh rồi. Ê, tao đốt cháy ông trống rồi.
cháy luôn nhà, chết ổng rồi. Ê, cứu 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 gì nữa, chết chùm nè. Tao đốt nhà chết ổng rỗng rồi. Chạy đi. Không mày ơi, ổng không sao mày ơi, ổng đâu có bị mắc cái lóng gì đâu. Từ từ giúp cứu ổng. Kệ la trong kia, vô cứu, vô cứu. Vô cứu đi. Ô cha đi. Cha này đâu có tụt cái lóng gì đâu, thấy không? Vậy mà không chịu đứng dậy được nữa. Tốt banh chành hết trời, ôi con phá cái trời. Ai biểu đưa chìa khóa gì ráng chịu. Không đưa chìa khóa là chịu cảnh đời bất hạnh vậy thôi. Muốn kiếm cho có 12 cái hộp quẹt mà phá nát cái nhà vậy á. Ủa? Phá mày? Vậy? Cái đồ sửa xe đốt nhà được hả? Ừ, đốt cái cây đốt rừng được hết. Đồ ngon hả? Biết tao học rồi. Tao nãy tao định chọi bơm lửa vô á. Ấy qua là cháy nhà rồi. Gì? Chơi cái gì mà đừng có hàng rồi mày đốt này luôn hả? Sao được? Không có cả giết làm sao chúng ta vào cổng được. Đồ cái khóa này đúng là siêu việt thiệt mày. Ừ. Mà mày nghĩ mày thấy ảo diệu không? Cái nhà gỗ dày, tao chửi bom tí tao đập cái banh mà chơi cái khóa kiểu này. Sao thấy hư cấu không? Được, có đọc thì chứ. Thấy hư cấu không? Bây giờ tao cầm mã tấu hay là tao cầm cùi chài tao đập, nếu mà đúng ngoài đời tao đập banh cái này luôn. Nhưng mà anh chơi lại khóa siêu cấp này. Bó tay thì cửa sắt. Rồi ổng đi tham quan nhà, ổng đi nhìn nhà nè mày. Thôi đi, ông sửa đi kìa. Ấy đang sửa điện đây nè. Khoan ghê coi lấy chìa khóa ra coi kiếm gì trong đây, có lấy vít sửa nè. Sửa điện lại trong nhà nè. Phá banh hết rồi, cái điện đùng gì nó cháy nhà người ta rồi. Tự đi đi, giấu chìa khóa trong đây chứ. Có khi nào, thôi đi. Tha bỏ giọng bỏi làm vụ khác mày ơi. Tội nghiệp quá, từ nãy quận đây 5-10 phút gì rồi. Lấy kim cương đi. Kim cương trên đây quá trời nè. Yeah. Chào với ổng nữa. Sửa. Là ở cầm cuộc cài quấn trong đầu xí xì. Rồi ổng xỉu, mày không cứu ổng mày. Làm đóng rồi, mày te le đi, sao con cứu kịp. Ê, vậy tao nói đó là chưa kịp cứu ổng đó, ý là vậy, ý tao nói là vậy đó. Ý mày nói là vậy đó. Ý tao nói là vậy đó. Ừ rồi. Chưa kịp. Ê, cứu ổng luôn, ổng tàn đời rồi. Thôi cái tàn canh mày đất thiệt chứ. Đi lượm kim cương đi, lấy điểm kỹ năng ngon hơn mày ơi. Gì đây? Cứu thợ điện này ra trước đi, con nói gì? Cái nó tắt cái máy này nè. Cái chết ít gì? Ê, nhà không có tiền, mày đục liền chứ mày. Ủa nhà có tiền hả? Có. Ê mày, rồi tao mày chơi vậy chừng nào hết series game mày. Mơ nói xiết á. Mà anh em thích là mình chơi kiểu này hay là là chơi hết series? Đâu có tiền không? Kìa, con cãi rồi đó. Ê mày coi tao đốt phong long con Miner thăm quần nè. Chạy theo mày rồi. Đâu rồi ta? Còn cái máy tắt luôn đi cho đủ bộ. Ở Miner thăm quần chạy theo mày không à. Rồi xong rồi. Nè mày đứng yên đó thì tao đốt phong long Miner thăm quần nè. Thử còn slow motion nữa chứ. Nó ngồi xuống nữa chứ. Đợi cái gì vậy? Đốt bông lông nó. Thấy không? Cháy đít không? Thấy không? Người ta có lông mới cháy á. Con nhỏ làm như là nó địch hay gì vậy? Không. Ra khi ra cái đốt. Mà đáng lẽ là người Mỹ người ta không để lông với mày. Tao đâu biết đâu. Chơi. Mày thử điện. Thử điện ra coi gì đây mày. Thôi giờ đi lại kim cương nè, mày siết chừng nào hết seri nè. Rồi lại kim cương. Phá tàn canh mày đá cương, nội già đấy, phá bánh canh nhà đốt rồi. Đốt nhà già luôn. Có thiệt phá. Vậy mà một lát chả kêu thợ lợi sửa nhanh lắm mày ơi, tao mày đi là coi như là thợ lợi sửa trong chốc lát. Lát tao mày quay lại đẳng là nhà mới mẻ, kính đồ đàng hoàng đầy đủ hết. Mày thấy ghê không mà chỉ có mấy cái bật lửa à. Hay. Quay có tụi giúp giúp đặt ở đây nè. Chợ nó. Gì mày lấy súng ra chơi luôn rồi hả?
Chiến binh cuộc chạy, em thấy ghê chưa? Có cuộc chạy đỉnh can khốn liền. Ở chỗ này tao biết phiên cương hạnh đắp quầy đi theo tao luôn đi. Mày khỏi cần phải sót ra, sót đắm vô luôn, nhìn ra. Đây là chiến đâu? Gì đây? Ủa, không chạy lại hả? Ôi già, mày xạ thủ nè, xạ thủ nè. Trong đây nó ra hả? Ghê hả? Để nè. Ê, ê, ê. Bắn nó. Không có gì đâu. Rồi, chết rồi. Một. Cãi cửa luôn, không cần chìa khóa. Cái này là mình cãi được mà anh em. Đáng lẽ là mình phải lượm một cái chìa khóa màu vàng để mình mở vô cho dễ dàng không? Giờ cãi luôn. Đồ quỷ, đồ ma này. Gì heo heo gì ngoài rồi. Ê, tiếng là khạc khạc ngoài đó. Để giờ thấy con nghe la kìa. Bị chuột cắn chết hả? Thấy chuột chạy đây nè, hay hay là sợ chuột? Khoan, để tao, để tao. Ê, ủa? Mày làm gì vậy? Ủa, chết luôn rồi hả? Chết nó rồi. Mày không á, chết nó rồi nè. Đốt đít nữa chứ. Ô, cái chai Mỹ nè, gãy rồi. Cái gì? Cái chai cờ nước Mỹ gãy rồi. Chai của tao hả? Đi này mày. Ra ra đi ra. Kiếm cái, đi kiếm cái vị trí kim cương nữa đi. Còn một chỗ nữa nè. Thẳng tiến về phía trước. Đi xuống dưới đi, đi khu xuống. Ờ thôi lên trên đi. Biết tên thiệt mà đau khổ mà kia mà làm chết mình. Thấy chưa mày? Tao tính khe vô hắn đó, ngay cái khe đít mày thấy không? Ngay khe sao giờ sao chết rồi. Ôi chết bà, tao làm phí máu rồi. Mày đốt đến thâm đen luôn rồi. Tại mua súng luôn. Bán gì đây? Ê mày, tao lỡ tao nếu mà tao khè vô lửa đít bà này rồi sao mày? Từ từ mua súng xong đi mày khè, mua súng đi, mua súng đi. Ấy chết rồi. À, rồi hên vừa bấm shop kịp. Chứ không là hết bán luôn hả? Dẹp tiệm luôn. Ừ, hên là tao bấm lộn cái. Cái chiêu đó ngon à, tao cũng học của khè đít chơi. Ủa mày lo học kỹ năng chiến đấu cơ mà chơi mà. Ủa, tao mua súng gì tao 15 ngàn mấy. Bà này có bán ngoại trang không? À. Ê mày, mày có bộ ngoại trang giống Miner thăm quần này mày mua đi. Amita nữa chứ. Đồ, bộ đây. Có nguyên bộ ngoại trang giống Miner thăm quần nè, mày mua đi. Không, tao mua bộ đó. Tao mua bộ của Paray 4 xài. Hoặc mua đồ, bộ Assassin tao xài. Sao mua bộ của em con Miner thăm quần mặc? Assassin cho tao luôn rồi mày. Con nhân vật tao đẹp vậy thôi, nghĩ mua đồ chi phí tiền. Thôi được rồi, đi mua. Coi nè. Tao... Cái gì vậy? Chạy xuống bắn mà chứ gì ai biểu mà chọc. Mới giật le bà. Mày thấy Assassin đi rừng chưa? Thấy rồi. Tao tính chọn mua được. Mà thôi. Quay xe xe xe. Thôi chết người tao. Assassin gì sử dụng súng. Tao sát thủ thầm lặng mà mày coi. Thầm lặng coi. Sát thủ xài súng. Thì sao? Sát thủ này là sát thủ hiện đại mà. Tập đây có người nè. Quay. Quá đời vậy. Nhờ tao thấy chưa? Mày còn bắn vậy nữa nó phát hiện liền luôn á. Tao sẽ đi bẻ cổ từng thằng hết. Ê, mày bắn vô mà ông hả? Chơi kỳ vậy? Chạy đi!
chơi bán ổ không ta vừa vô. Thôi chết tao luôn rồi. Mày tao đấm tay đôi với mày luôn nè. Bữa thiệt chứ. Chạy đi cái nước mày, vô bụi. Mày né rồi chết luôn rồi. Thiệt tình cái khúc gì mà bữa chạy chạy vô bụi nước nước cái nó gặp con mụ già trong bụi thiệt lòng thiệt chứ. Mụ già là gì trong bụi vậy ta, chắc đái đâu. Ừ đang ngồi đái. Tao lướt vô cái đầu đầu tông ra bắn đầu. Rồi lại á. Lại diễn lại y nãy nữa. Diễn. Ủa, xong rồi. Xong rồi trời ơi, sợ mình đi hết rồi. Ủa gì vậy? Mình đã thấy còn. Ủa sao tao còn Unikay đây hay gì đây trời? Ê, tụi nó đi vô kìa. Ở gì vậy? Mày khè lửa hả mày? Khè lửa lờ mày. Chết rồi, cái bài thấy rồi. Ai thấy kệ nó. Vô nhà đi, vô ở nhà tao đi. Mà, ở tao mà có Akunda là tiêu nó rồi. Ủa? Thấy khoan khoan làm gì được. Chưa ấy cái vị trí. Ủa gì cháy hoài vậy? Trời phí máu thiệt chứ. Ủa không có chỗ đèo lên ta. Vậy phải nhảy vô đường cửa sổ như nãy rồi. Mày lại đi, tao đẩy cửa sổ ra rồi đó. Vô lụm thôi. Không mà có. Thì như lúc muốn có cũng như không. Gom của. Ủa gom chỗ nào tao không thấy nó luôn mẹ. À bên đây vậy. Làm gì mà bắn rầm đùng trển nè. Tao dưới tầng hầm mà bắn trời. Hôm nay có cầu ẻ đều luôn ngon ta. Tiện nghi dữ ta. Ủa đấm tan nát rồi. Đâu. Tao khoái mấy cái nhà dưới hầm về đã hen. Ở đây không ồn ào không gì hết. Rồi xuống làm kim cương khúc dưới đây nữa. Chơi rống assassin không? Lướt vô gặp mụ già thì nghe bữa thì chứ vừa lướt chạy mong dí. Tao cứ chơi tao đấm tay đôi với mẹ không tao đánh không lợi. Cầm súng đẩy. Cầm sọc gân mà. Hên là đẩy mày té không sọc trong mã não mình là may phước rồi nha. Hên là nó game còn nha. Cái pha tao bắn nó cái lộn mày mạng rồi. Tao bắn nó cái nó lộn vòng né. Ghê. Né như bay né gì. Tụi bên kia tầm mấy mét. Rồi tiến thẳng vào đó thôi anh em. Cộng lên. Giết này quen à. Xong lên xong lên cái xong xong không xong rồi. Assassin không xong rồi hả. Mày biết ý kiến của tao rồi. Mày còn giả vờ như vậy nữa. Hạ nhục tao quá. Rồi trăm mười mấy mét nữa. Có thú nào đấy không? Canh nhòm ổng nhòm. Khu đó thường thường là có khoảng 5 thằng. Ít nhất là 3 thằng. Nhiều nhất là 6 thằng. Vừa nhất là 4 thằng. Ở đó vừa nói nhất rồi nè. Vừa nhất 4 thằng. Thằng điên nào vậy? Đóng lên. Đút cái mặt mày ra nè, đút cái mặt ngu mày ra nè, mặt nhăn nhó ấy mày. Ghê quá. Hay lắm. Ừ hạ chim môn đó em. Bắn. Quên, nãy giờ quên kêu chó tao ra. Ta. Bắn. Gặp con ngu đó. Cái con nhỏ này nói chuyện coi. Ủa quỷ da đen này, anh da đen. Nè, súng này nó phải xài những cái này đâu. Ừ, nói chuyện nó phải đi theo nó vậy á. Rồi, đang nói chuyện nó cái.
luôn. Ui tao lượn ghê thế. Xuống lấy kim cương nè. Thế tải thế liệu. Ôi trời ơi. Ô ngập nước dưới đây hả? Rồi phải bơm máy bơm rồi. Chơi gì đó à? Ngập nước dưới rồi. Tìm chìa khóa, tìm khay cạc. Cho nhà kìm chìa khóa đi. Trong đây là chắc không có, nằm trên lầu quá. Gì còn quần áo gì đây? Chán thế. Nằm trên lầu á. Cụ họ gì đó. Đi kiếm đi, xuống đây chơi coi. Ủa đây không có à. Này sao ngồi hút thuốc đây? Ơ mặt máu gì đây? Quả gì đây? Đây là nước. Trời 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 trời. Là nghe bất ngờ. Đứng nhìn. Có cầu dạo nước trong kia kìa. Tao thấy cái chỗ rồi, có nhưng mà phải kiếm đường lên. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Chìa khóa phải nằm đâu trong đây nè. Ủa nó có mấy cái lỗ này. Ô kép sắt. Trời ơi bay một cú là có 250 đô rồi anh em. Ngu dại không thực hiện cú bay này. Gì cái gì kẹt trong đây đây. Giáp luôn. Sao tao bị kẹt rồi mày? Tao mở cửa không được nè. Bà vô. Dân phá hoại mà. Được chưa, được chưa? Tao kiếm thấy đâu. Trên đây có cái lỗ đâu nữa nè. Lên trên rồi không có. Nó kêu là mình phải nghĩ cách để mở cái này ra. Khóa luôn rồi. Tao vô trọng ta. Còn mấy thằng tẩy não ngoài đây nè. Cái rắn bứa này giấu đâu hay dữ vậy. Dưới đây là nước, chúng ta phải mở cho xả nước ra rồi bắt đầu lụm đồ được. Giờ chìa khóa nó quanh quẩn ở trong nhà này thôi. Phải nằm trong nhà chứ. Mình thì mình giờ mình tìm không thấy. Có nghĩa vô lục tung bành tung chảo. Trên lầu tao lên rồi không có gì à. Lầu hả? Lầu nhà nó tao lên rồi mà không có. Không có mấy cái lỗ bên kia mà không không có gì hết. Lên vào đường nào hay vậy? Ờ, có mấy cái lỗ nữa. Tiền hốt liền. Mà không có gì à. Cái lỗ đó nguyên bí dữ ta. Gì vậy? Tao đã coi gì vậy? Tao không có cái gì hết vậy trời. Nằm đâu khi nào bỏ trong bồn cầu cái thọc tay vô lấy không? Đang thui thù lùi đây nữa. Xem bộ cái này là một cái câu hỏi khó à. Khó ban tổ chức quá anh em. Lượm được rồi hả? Đâu có mày. Thao ôi. Nằm dưới nước luôn hả? Ừ. Bựa thiệt chứ. Nó nằm dưới, dưới rồi. Rồi mày lấy nó sau đó là mày bơi lên đây. Trời ơi kiếm nãy giờ thiệt. Thứ gì? Rồi kéo vào dao đi. Nó xả nước ra. Lầy thiệt luôn chứ. Tự nhiên đem dụng dưới nước.
rút rồi, nước rút rồi. Bả nó. Vô liền. Động vô. Quái nhất là chỉ đi làm chim cương vậy thôi. Cái đây thêm cái kép sắt là cãi luôn. Đập banh hết. Rồi 250 nữa, ngon quá rồi con gì. Mai là tao xuống đây tao coi thử đó nha. Nãy tao cũng đang nghĩ là anh nằm dưới nước tao tính xuống rồi đó. Rồi. Thì ok. Xong rồi đó. Video này như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sẽ được công nhận. Mày xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ai biết cái chỗ là cái chỗ nuôi ông mày? Ai biết thì chứ. Tao biết nó chạy ngang nó không bị gì hết mà mình bị. Tao rồi, bị tao